Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta nói về tình hình hiện tại của Bitcoin như thế nào và của thị trường như thế nào, thì tôi muốn dành một ít thời gian để chúng ta có thể là chúc mừng cái dấu ấn rất quan trọng trong lịch sử giá cả của Bitcoin đó chính là giá của BTC cách đây khoảng chừng là 8 tiếng đồng hồ, thì các bạn thấy được là giá của BTC đã qua khỏi 50.000 đô lần đầu tiên trong lịch sử và lên tới mức là 50.648. Các bạn thấy được là chúng ta đã muốn thử cái mức 50.000 đô này trong vòng nhiều ngày qua nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã thấy được là giá Bitcoin cũng đã qua khỏi mặc dù là đã bị đẩy trở về bây giờ mức là 48.513 đô nhưng mà các bạn thấy được là chạm cái mức 5.000 đô là một cái dấu ấn rất là quan trọng trong giá lịch sử của Bitcoin và lần đầu tiên lần đầu tiên chúng ta nói tới cái giá 50.000 đô này các bạn cũng đã nhớ là cái video thường đã chia sẻ hồi tháng 4 năm 2019 có nghĩa là cách đây gần như là 2 năm. 2 năm trước, Thuận làm cái video 336 là giá Bitcoin có thể đạt được 55.000 đô hay là không. Thì chúng ta thấy được trên là đây là một cái chứng đón giá dựa theo cái mô hình stock to flow mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn có hiệu lực. Và chúng ta thấy được là cái giá của Bitcoin lúc mình làm video này chỉ có là 5.169 đô mà thôi ngày 7 tháng 4 năm 2019 và khi mà chúng ta nói tới cái giá mà tới 55.000 tuy là các bạn thấy được là hồi sáng này giá Bitcoin chỉ qua khỏi 50.000 nhưng mà chưa đạt tới 51.000 nhưng mà đối với thuận đó chỉ là cái tình hình sớm mua mà thôi Chúng ta đã thấy được là mỗi lần mà giá muốn qua khỏi một cái dùng mà cản trở tâm lý mạnh như là những con số tròn đó, như là 50.000 đô, thì thường là các bạn thấy được là phải thử nhiều lần. Và chúng ta hôm nay Coi như lần đầu tiên chúng ta muốn dược qua khoảng 50.000 đô nhưng mà đã bị kéo người trở về. Điều quan trọng hơn là các bạn thấy được là cái mức giá là 5.169 này. Lúc mà Thuận chia sẻ cái video 336 này thì cái mức giá mà 55.000 đô là lên tới gấp 10 lần cái con số mà chúng ta thấy trên màn hình. Thì các bạn thấy được đó là con số này là dựa theo cái tài liệu Stock to Flow mà Thuận đã chia sẻ với các bạn nhiều lần. Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu Stock to Flow này ở cái thời điểm mà thường chia sẻ đó các bạn thấy được là cái tài liệu này sẽ cho chúng ta thấy được là cái giá Bitcoin sẽ đi tới cái mức là 55.000 đô trong cái thời điểm là trước năm 2021 tuy là chúng ta thấy được là cái giá 50.000 đô này đã tới chải hơn một khoảng thời gian bây giờ chúng ta thấy được là cái giá hiện bây giờ của Bitcoin đạt 50.000 đô đã là năm 2021 rồi và trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và điều này rất là quan trọng tại vì trong thời gian gần đây có rất nhiều những bạn mới tham gia vào channel Thuận Capital cũng như là tham gia vào thị trường crypto này Một chuyện điều các bạn cần phải hiểu đó chính là giá cả của crypto lên xuống rất là bất thường Cho nên không ai biết được tương lai cho nên các bạn cần phải thu thập nhiều thông tin và tự ra quyết định cho bản thân mình Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook, Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital cho những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất và cái video ngày hôm nay được tài trợ bởi sàn Prime XBT đây là một cái sàn mà cho các bạn giao dịch những loại hợp đồng các bạn có thể bấm vào Trade sau khi các bạn đã đăng ký thì các bạn có thể tìm thấy được là sàn XBT này có rất nhiều những loại hợp đồng cho các bạn giao dịch trong đó chúng ta có những loại hợp đồng trong thị trường crypto này cũng như là các bạn có thể lựa chọn những loại hợp đồng liên quan đến thị trường forex và cũng như là những loại hợp đồng liên quan đến thị trường chứng khoán và sàn Prime XBT này có một cái chế độ gọi là covesting, covesting là một cái chế độ tương tự như là copy trade các bạn có thể là follow những cái trader ở trên danh sách này có rất nhiều những cái trader có nhiều cách trade khác nhau và đặc biệt là các bạn có thể bấm vào account nếu như các bạn đăng ký thông qua link thuận capital thì có một ưu đãi là các bạn bấm vào account sau đó các bạn à, bấm vào promo code ở trên cái khung này các bạn để vào cái promo code là thuận c sau đó bấm activate thì các bạn sẽ nhận được thêm 50% bonus khi mà các bạn nạp tiền vào cái sàn này đây là một cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thì hiện bây giờ các bạn có thể được cái bonus lên tới là 200 đô Tùy theo các bạn là deposit bao nhiêu tiền Và các bạn có thể là nhận ngay 50 đồng bonus nếu các bạn deposit 100 đô Đương nhiên những cái bonus này các bạn không thể rút ra ngay lập tức được Mà các bạn cần phải dùng để mà trading Và nếu như các bạn trading có lãi thì đương nhiên các bạn có thể rút cái phần lời về chương mục của mình Và như thế nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm về sàn Prime XPT này Các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm Dựa theo cái biểu đồ này trước đây Thì chúng ta có thể thấy được là cái giá năm 2020 khoảng chừng hè Là thấy được năm 55.000 đô nhưng mà chúng ta đã trễ hơn vài tháng nhưng mà dù sao điều đó cũng đã xảy ra và chúng ta cũng đã chứng minh được cái thời điểm mà thường chia sẻ lần đầu tiên về cái mô hình stock to flow này thì có nhiều bạn có nhiều cái sự nghi ngờ là không biết cái biểu đồ này có hiệu lực hay không tôi biết là chúng ta thấy được là trong lịch sử của bitcoin ở lúc làm video này thì giá cả vẫn đi theo mô hình stock to flow nhưng mà chúng ta thấy được là rất rõ ràng cho đến mãi ngày hôm nay đây là cái mô hình stock to flow update mới nhất thì chúng ta thấy được là cái đường mà màu nâu ở bên dưới này đó chính là chứng đoán giá cả của Bitcoin và bây giờ các bạn thấy được chứng đoán giá cả là khoảng giữa năm nay chúng ta sẽ thấy được giá Bitcoin lên tới cái mức là khoảng 100 000 đô tùy theo là chúng ta đi theo cái mô hình của năm 2013 hay là cái mô hình của năm 2017 giá Bitcoin có thể lên tới cái mức là 100 000 đô trong cái thời gian là từ tháng 4 cho đến tháng 9 của năm nay và chúng ta thấy được là những cái dấu chấm mà có màu này đó chính là giá của Bitcoin và giá Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái xu hướng của cái đường mà màu nâu này cái đường chuẩn đoán giá cả của Bitcoin dựa theo mô hình stock to flow đây là một cái mô hình mà chúng ta chẩn đoán giá cả dựa theo sự khan hiếm của một loại tài sản như là cái mô hình này cũng được dùng để mà chẩn đoán những loại tài sản như là vàng và chúng ta thấy được là giá có khi là cao hơn có thể là thấp hơn so với sự chẩn đoán nhưng mà trong thời gian dài hạn từ khi Bitcoin ra đời cho tới bây giờ thì mô hình này vẫn là một cái mô hình mà Bitcoin đi theo chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục trên con đường để mà đạt tới 100.000 đô cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu là cái mô hình này bị chênh lệch và chúng ta không tới được 100.000 đô đây là cái điều rất là quan trọng mà thường muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng nên chúc mừng bitcoin đã đạt được một cái mốc giá rất là quan trọng còn về cái vấn đề tại sao bitcoin bây giờ vẫn chưa trên 50.000 đô thì tôi nghĩ đó chỉ là sớm muộn mà thôi chúng ta cũng đang nói tới trong cái tài liệu thường chia sẻ ngày hôm qua là bitcoin các bạn thấy được là một trong những cái đơn vị bán nhiều nhất bây giờ đó chính là những người mà đang có lời Nhất là những người mà đã mua trong cái phạm vi giá cả là khoảng 12.000 đô Dựa theo tài liệu on chain thường đã chia sẻ ngày hôm qua Thì sáng hôm nay thường có đăng một bài viết ở trên những mạng xã hội Đó chính là Bitcoin qua 50.000 nhưng mà đã bị kéo về Thôi nghĩ là chúng ta chắc phải chờ những người mà muốn chốt lời họ chốt xong Thì chúng ta mới thực sự là chinh phục được cái 50.000 đô này và tiếp tục tiến lên hoặc là chúng ta cần những cá voi nhảy vào để mà mua thêm giá trên lệch bây giờ giữa Coinbase và Binance hồi sáng này thường chia sẻ là chỉ trên lệch có 17 đô mà thôi các bạn thấy được là thường đó chúng ta muốn thấy cái giá trên lệch giữa Coinbase và Binance nhiều hơn thì lúc đó chúng ta mới thật sự là có dấu hiệu là cá voi đang thu một bitcoin nhiều và giá sẽ được đẩy lên nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy được là tinh thần thì giá trên lệch chỉ có 17 đô mà thôi không đủ để cho chúng ta thấy được là hiện bây giờ có nhiều cá voi đang thu một bitcoin chúng ta bây giờ vẫn chờ đợi và đương nhiên nếu như mà những người chốt lời thì họ chốt xong thì sẽ không còn chốt nữa các bạn thì được là mỗi lần mà chúng ta nhìn vào tên bitcoin trước đây đi khi mà bitcoin muốn phá 20.000 đô thì các bạn thì được là thử lần đầu tiên thì tới gần 20.000 đô khoảng chừng là 19.000 mấy thì đã bị trả trở về lần thứ nhì cũng như vậy cũng bị trả trở về tại vì sao tại vì có nhiều người đã chờ sẵn ở mức 20.000 đô để mà họ chốt lời hay là họ muốn bán Bitcoin cái mức đó hoàn lại vốn của mình trước đây những người nào mà đã lưu trữ Bitcoin từ nhiều năm thì các bạn thấy được đó là mỗi lần mà Bitcoin tới cái mức đó thì sẽ có người chờ sẵn để mình chút lời Nhưng mà mỗi lần mà chút lời xong thì những người đó đã không còn nữa để mà bán Cho nên các bạn thấy được là càng ngày khi mà Bitcoin càng trở về cái mức 50.000 đô thử lần này qua lần nọ Thì các bạn thấy được là mỗi lần thì cái số lượng người mà chút lời sẽ ít đi và ít đi Và nếu như các bạn thấy được là cái nguồn cầu cũng như vậy thì một ngày nào đó sẽ qua khỏi 50.000 đô đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới giá Bitcoin và 50.000 đô này Cho nên cái biểu mà Bitcoin bị trả xuống, các bạn thấy được là trả xuống hồi sáng này cách đây 3 tiếng đồng hồ là khoảng 47.800 Không có trả xuống sâu lắm Và các bạn thấy được là giá vẫn tiếp tục được đẩy lên để mà muốn một lần nữa trở về để mà thử cái mức 50.000 đô này Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và khi mà Bitcoin chạm 50.000 đô sáng này thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều người trên Twitter nói về cái hiện tượng này và các bạn thấy là một trong những người mà rất là ghét thị trường crypto này rất là ghét bitcoin đó chính là peter Shipp. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh này từ mấy lâu nay cũng đã hiểu tại sao mà Peter lại không thích Bitcoin Không phải là ông ta nghĩ là Bitcoin không có giá trị mặc dù là Peter liên tục nói là Bitcoin không có giá trị Nhưng mà trên căn bản Peter Schiff là một người mà đầu tư rất là nhiều Và trong thị trường vàng cũng có công ty đào vàng và bán rất nhiều vàng cho nên Peter luôn không thích Bitcoin tại vì Peter nghĩ là lý do tại sao mà vàng không tăng giá hay là không nhiều người mua vàng bây giờ tại vì người ta đi đi thu mua Bitcoin và thật ra mà nói các bạn cũng đang thấy được là cái thế giới bây giờ đó những bạn nào mà trẻ tuổi thì cũng đã hiểu là các bạn cứ hỏi bạn bè mình đi bao nhiêu người lưu chữ vàng thì các bạn thấy được là càng ít đi và ít đi nhất là các bạn thấy là Hoa Kỳ nếu nói tới là nhà ai lưu chữ vàng thì hầu như là tôi không biết ai ở nhà lưu chữ vàng hết và ngay cái đầu tư vào vàng thì cũng không có biết nhiều người đầu tư vào vàng ở Hoa Kỳ cho nên cái thế giới bây giờ đó chúng ta thấy được là bây giờ là một cái thế giới công nghệ những người mà trẻ tuổi lớn lên họ đã quen thuộc cái internet họ đã quen sử dụng những cái ứng dụng cho nên những cái loại tài sản mà trên mạng đối với những người mà lớn lên bây giờ thì thực sự rất là bình thường và các bạn thấy được là những người mà lớn lên bây giờ đó họ bắt đầu đầu tư thì những người đó cũng không có ý định là lưu trữ vàng vật chất mà họ chỉ thích sử dụng những cái ứng dụng như là các bạn thấy là bây giờ người ta sử dụng Robinhood hay là sử dụng Webo để mà mua những loại tài sản trên những cái ứng dụng đó mà thôi cho nên các bạn thấy được là cái số lượng người mà lưu trữ vàng đó đối với lại những cái lớp trẻ tuổi lớn lên bây giờ thì hầu như là những người đó đã không hứng thú lưu trữ vàng vật chất nữa đây là cái sự thật mà không thể thay đổi được và đương nhiên thuận không nói là vàng không có giá trị thuận chỉ nói được là bây giờ các bạn thấy được là cái xu hướng mà người ta thích tích lũy bitcoin đang mạnh hơn và càng càng mạnh hơn các bạn thấy được trước đây chúng ta nói tới đây thị trường vàng là khoảng 9 cho đến 10 000 tỷ thì một ngày nào đó bitcoin sẽ đạt được 10% thì chúng ta thấy được đó là một cái suy nghĩ viễn vong khi mà giá cái bitcoin chỉ có mấy ngàn đô nhưng mà chúng ta thấy được là giá bitcoin 50 ngàn thì ở cái mức này Bitcoin gần như đã là 10% của thị trường vàng rồi. Và chúng ta thấy được là mức này cũng sẽ không phải là cái mức mà nhiều người cho là cao. Chúng ta thấy cái bài viết này của Peter Schiff. Peter Schiff đã viết cái tweet này vào ngày 21 tháng 8 năm 2019. Đó chính là Bitcoin đối với là Peter Schiff sẽ không bao giờ Bitcoin will never hit 50.000, có nghĩa là Bitcoin sẽ không bao giờ đạt được 5 000 Giang sẽ tới 5.000 trước khi Bitcoin tới 50.000 và Bitcoin sẽ không bao giờ tới 50.000 Thì các bạn thấy được là Peter ship hôm nay đã chia sẻ là ông ta đã đón sai Bitcoin đã lên tới 50.000 nhưng mà sẽ có nhiều người bán Thì các bạn thấy được là đương nhiên hôm nay chúng ta thấy được là có nhiều người chờ để mà bán khi Bitcoin qua khoảng 50.000 Nhưng mà đó chỉ là cái tình hình tạm thời mà thôi đối với Thuận